Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay mình có các mẫu xe đạp địa hình bánh 27 của thương hiệu Cam, model XC850. Một dòng xe đạp rất là quen thuộc rồi, của Mỹ rồi, rất là nổi tiếng trên toàn thế giới. Và mang về một chiếc xe tông màu trắng, rất là thể thao và cực kỳ đẹp. Khung nhôm, bánh là 27,5 inch. Và đây là sử dụng một bộ chuyển động đến từ Shimano, đó là đèn sau Shimano Output với 9 tầng nít và gạt đĩa Shimano Tourlay với 3 tầng đĩa cho xe có 27 tốc độ khác nhau. Đấy, và cái giá bán của chiếc xe bên em đang bán là 6.900.000 các bác nhé. Một cái mức xe rất một cái mức giá rất là rẻ và hợp lý để các bác có thể sở hữu một chiếc xe đạp bánh 27,5 các bác nhé. Một cái dòng bánh mà trên thị trường hiện nay thì được rất nhiều các bác lựa chọn. Cái bộ bánh có cái vòng inch lớn thì cái xu hướng của các bác đang chuyển hết về bánh 27,5 và bánh 29 cho nó to và nó tạo cái form xe lên, nó đầm xe và nó cực kỳ đẹp. Vành bánh 27,5 các bác nhé. Và đây là vành và lốp là nguyên zin, vẫn là nguyên zin theo xe, vành cam nguyên zin này. Và lốp này còn rất là mới thôi nhé. Lốp này chủ cũ đi cũng khá là ít nên là nó cũng còn rất là mới. Lốp này của Kenda, sử dụng quả lốp Kenda, bánh là 27 x 195 các bác nhé. Mayo này cũng là nguyên zin theo nhà sản xuất luôn, mayo của Quando. Khung nhôm các bác nhé, do là xe bãi đã qua sử dụng và nhập khẩu về nên là nó xuất hiện những cái vết xước không thể tránh khỏi. Thế còn về tất cả mọi thứ như là chuyển động hay là chất lượng khung rồi giảm sóc rồi phanh các thứ là còn rất là mượt mà các nhé. Cái này nó cũng rất là ổn, nó với tầm giá dưới 7 triệu đồng rồi các bạn. Rất là dễ tiếp cận và sử dụng một chiếc xe đạp bánh 27,5 inch. Đi đông thì cũng được trang bị tay bấm xả là Shimano Atut. Đây, với 9 speed tương ứng với 9 tầng lít và bên này là 3 tầng đĩa cho 27 tốc độ khác nhau. Phanh dầu của Techo các bác nhé. Được sử dụng bộ phanh dầu của Techo, dòng này là dòng Shiziga, Techo Shiziga. Giảm sóc này là giảm sóc dầu thủy lực, cũng là nguyên zin theo xe luôn. Và nó có một cái khóa hành trình giảm sóc ở trên tay lái đây, rất là tiện lợi cho các bác sử dụng. Thương hiệu Cam, một thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ rồi. Có cả website xe đây, cambicycle.com này. Website dẫn đến trang chủ của hãng. Mình sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Sẽ xem đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 43 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 56 cm. Thì xe của các bác đi từ khoảng 1m62-63 đến 72-73 đi là phù hợp. Chuyển động Shimano Atut và là đĩa Shimano Tourlay với 9 nít 3 đĩa cho 27 tốc độ khác nhau. Chuyển động thì các bác có thể nhìn trên hình đánh giá được, chuyển động rất là mượt mà. Và giá bán của chiếc xe bên em đang bán là 6.900.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các
Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn thêm nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác những video lần sau.